Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong văn hóa tín ngưỡng từ xưa đến nay, may mắn của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tới từ khí vận, tính cách cho đến môi trường sống. Và khía cạnh mà chúng ta có thể tác động duy nhất trong số đó chính là môi trường sống. Điển hình là việc sử dụng các vật phẩm phong thủy giúp may mắn của cả năm để có thể tăng vận khí quanh thân cho gia chủ. Có những vật phẩm phong thủy tuy rất nhỏ bé và dễ dàng tìm thấy nhưng lại có thể mang đến những tác dụng thần kỳ trong độ trợ may mắn cho chủ nhân. Vậy đó là những vật phẩm phong thủy nào? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Lộc Tài xin chia sẻ đến quý vị những món đồ cực kỳ may mắn để khi để trong nhà, các vật phẩm này sẽ thu hút tài lộc và tiền tài cho gia chủ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Nhất là đồng xu cổ Trung Quốc. Không phải tự dưng mà nhiều người lại tung đồng xu để cầu nguyện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiền xu luôn là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng và giàu sang. Những đồng xu tròn đại diện cho năng lượng từ bầu trời, còn hình vuông bên trong tượng trưng cho trái đất. Sự kết hợp đặc biệt giữa bộ ba trời đất người tượng trưng cho sự may mắn đặc biệt. Bạn có thể đeo vòng xu trên tay trái bằng một sợi chỉ đỏ để có thể giúp bảo vệ, thu hút được nhiều năng lượng tích cực. Hoặc đặt đồng xu mặt dương hướng lên trên góc đông nam văn phòng hay bàn làm việc sẽ giúp may mắn thăng tiến trong công việc, kiếm thêm được rất nhiều thu nhập. Thứ hai là nút thắt vô tận. Đây là một trong những vật phẩm phong thủy nhất định phải mang theo bên người để có thể gặp may mắn và trợ giúp sự nghiệp hành thông. Chúng được sử dụng rất nhiều từ thời phong kiến bởi nút thắt vô tận, tức là không có điểm đầu và không có điểm kết thúc, nên nó đại diện cho nguồn năng lượng tốt lành được chuyển đến chủ nhân mà không bị gián đoạn. Vật phẩm này còn được coi là biểu tượng cho hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân gia đình, vì vậy mà người ta vẫn tin rằng khi mang theo nút thắt vô tận bên mình, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp, tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn. Thứ ba là tỳ hưu. Theo phong thủy, tỳ hưu được xem là một trong những linh vật nổi tiếng bậc nhất được sử dụng trong nhà với mục đích chiêu tài đón lộc, mang đến may mắn, tiền bạc cho gia chủ. Không những thế, người ta còn mua tỳ hưu về để trấn trạch, trừ tà, bảo vệ tài sản cho ngôi nhà. Theo truyền thuyết, tỳ hưu tượng trưng cho lòng dũng cảm và thường thu nhận sinh khí, giúp cho mọi người trong nhà có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Với những gia đình kinh doanh nên đặt tỳ hưu trong phòng làm việc, còn với những gia đình thông thường có thể đặt tỳ hưu để trang trí. Lưu ý nên đặt tỳ hưu ở vị trí đầu hoặc miệng hướng ra cửa để có thể hút được nhiều may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Cốc ba chân ngậm tiền vàng. Thiềm thư vốn là linh vật thiêng trong phong thủy, vốn được dân gian gọi là cốc ba chân ngậm tiền. Thiềm thư ngậm đồng tiền vàng, chân đạp đống tiền cổ như một tượng trưng cho sự may mắn về tài lộc. Khác một chút với tỳ hưu nên đặt quay ra cửa thì thiềm thư nên quay mặt vào phía trong để có thể giữ được tài lộc lưu lâu hơn trong nhà. Bạn cũng có thể đặt thiềm thư ở góc nhà hoặc đặt dưới gầm bàn, gầm giường, tủ, thậm chí là cất giấu bên trong các đồ vật khác với ngụ ý trong nhà sẽ luôn chất đầy của cải. Theo truyền thuyết, cốc ba chân thường nhả ra tiền cho những người nghèo. Vì sao? Cốc được coi là một linh vật có thể mang đến tiền tài cho mọi nhà. Thuyền buồm phong thủy biểu tượng cho sự giàu có. Một đồ vật phong thủy khác nữa đại diện cho gió được các nhà kinh doanh cực kỳ ưa chuộng đó chính là thuyền buồm. Nếu như bể cá là đồ vật tượng trưng cho sự trôi chảy của công cuộc kinh doanh của gia chủ thì thuyền buồm lại thể hiện cho các cuộc giao dịch làm ăn tốt đẹp và suôn sẻ. Lịch sử đã chứng minh rằng ở giới kinh doanh châu Âu cực kỳ ưa chuộng món đồ vật này và đa số các gia đình thương gia đều sở hữu ít nhất một đồ vật này trong gia đình để trang trí và xem như một đồ vật quý báu của gia đình. Hình ảnh chiếc thuyền được căng thẳng buồm cùng hình tượng chiếc thuyền đang thẳng tiến về phía trước thể hiện cho sự thăng thái và tinh thần quyết tâm trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nó còn ngầm chứa sự thuận lợi và may mắn cho gia đình trong sự nghiệp làm ăn buôn bán. Kho báu vàng, lọ phong thủy. Để đón nhận may mắn và tài lộc, nhiều người sẽ tự làm kho báu bằng vàng và đặt trong nhà của mình. Trong kho báu này, bạn sẽ đặt vào những thỏi vàng giả và những viên ngọc có biểu sắc khác nhau. Điều này thể hiện cho sự tài lộc dồi dào của ngôi nhà. Nếu đặt kho báu ở bàn làm việc, bạn nên đặt ở phía Tây, Tây Bắc hoặc phía Bắc để thu hút tài lộc và vận khí.
Lưu ý chiếc lọ này sẽ không được phép để hở và không được để đối diện ở cửa trước bởi nó sẽ làm cho sự giàu có của gia chủ càng ngày càng bị cạn kiệt theo thời gian. Theo phong thủy, nếu bạn giấu kín chiếc lọ phong thủy này trong phòng ngủ hoặc trong tủ, vận khí tài lộc có thể tăng lên nhiều. Tuy nhiên, đừng bao giờ để lọ phong thủy này đối diện với cửa trước vì điều này tượng trưng cho sự giàu có của bạn đang dần cạn kiệt. Tranh phong thủy bày cá chết. Trong truyền thuyết, câu chuyện cá chép vượt vũ môn hóa rồng được rất nhiều người tin tưởng, vì thế mà cá chép được coi như một hình ảnh khác của rồng, một con vật linh thiêng cao quý. Chính vì vậy, theo quan niệm phương Đông, cá chép là biểu tượng của sự kiên trì, bền chí, mang đến sức khỏe và tài lộc. Nó luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và đau đớn để đạt được ước mơ. Trên con đường quan lộ, cá chép chính là biểu tượng cho sự thuận buồm xuôi gió trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp và công danh. Trong làm ăn buôn bán và kinh doanh thì cá chép đại diện cho thủy khí, tức là sẽ mang sức mạnh, lòng dũng cảm, nguồn tài lộc dồi dào. Chính vì những ý nghĩa trên, cá chép được biết đến như một pháp khí giúp kích tài lộc và kinh doanh. Bởi vậy, mọi người luôn lựa chọn tranh cá chép cố đẹp, tranh sơn dầu, tranh thiếu thủ tập, tranh dán tường, tranh đá quý cá chép làm quà để biếu cho người thân, đối tác, bạn bè, sự kiện nhằm kích hoạt tài vận và tài lộc cho những người đang làm kinh doanh thành đạt, kích hoạt tài vận và tài lộc tốt hơn. Cá chép phong thủy nên treo ở hướng nào cho hợp phong thủy, các loại tranh cá chép thì nên treo ở hướng Đông, Đông Nam và hướng Bắc là tốt nhất bởi hướng đó hợp với hành thủy trong ngũ hành. Kinh kỵ treo tranh cá chép ở hướng Nam, Tây Bắc và hướng Đông bởi hướng này sẽ khắc với hành thủy, sẽ mang đến những điều không may mắn. Cây kim tiền. Theo các nhà phong thủy, kim tiền là loại cây biểu trưng cho sự thịnh vượng. Với lá có hình khá giống với hình trái tim và có mùi thơm mát, kim tiền là loại cây tốt lành nên được đặt ở trong nhà. Cây kim tiền biểu trưng cho sự tăng trưởng và rất tốt cho con đường tài lộc. Gia chủ nên đặt loại cây này ở khu vực đông nam của ngôi nhà, đó là góc phổ biến để kích hoạt may mắn tiền bạc. Cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc phía nam. Bạn có thể có những cây này trong phòng khách hoặc văn phòng của bạn nhưng không bao giờ được đặt chúng ở phòng ngủ hoặc phòng tắm của bạn. Ngựa biểu tượng cho sự phát đạt. Người xa xưa thường có câu mã đáo thành công, đồ vật phong thủy tiếp theo chính là ngựa, bởi lý do ngựa chính là loài vật có tính kiên trì và cực kỳ trung thành. Người ta còn ví ngựa là biểu tượng cho sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tài tiến trong tiền tài. Hình ảnh ngựa phi có hàm ý về sự đi xa nên rất thích hợp cho những người hay đi công tác lâu ngày hoặc hay bôn ba đây đó. Bạn sẽ thấy hình ảnh của những bức tranh về một bầy ngựa phi nước đại được trưng bày ở một vài gia đình rất thân quen do tính chất thẩm mỹ của con vật phong thủy này cũng như hàm ý tốt đẹp khi trưng bày con vật phong thủy này trong gia đình. Đây là những món đồ vật phong thủy sẽ mang đến tài vận cho gia chủ. Chúng ta cần biết cách sử dụng để không bị sai lầm. Quý vị thân mến, bên cạnh những món đồ mang lại may mắn cho mỗi chúng ta thì cũng có những món đồ nếu để trong nhà sẽ khiến gia chủ luôn gặp phải vận xui trong cuộc sống, cần phải loại bỏ ngay lập tức. Quý vị hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu xem đó là những món đồ nào trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là quần áo cũ, đồ dùng lâu năm. Nhiều đồ dùng không dùng nhiều năm, quần áo cũ cũng nên kịp thời được xử lý, có thể vứt đi hoặc là cho người khác, nếu không thì phải đặt ở nơi sạch sẽ để những người cần lấy đi. Những đồ dùng lâu ngày không dùng đến đặt trong phòng sẽ tạo ra không khí ẩm thấp, không được hay. Cây xương rồng. Thói quen bày cây cảnh, đặc biệt là xương rồng trong nhà, đang được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là dân văn phòng, bởi chúng nhỏ, dễ trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không phải loại cây nào cũng được khuyến khích để trồng trong nhà. Xương rồng là một loại cây tích nước, có nhiều gai nhọn và sắc quanh thân. Theo phong thủy, khi đặt xương rồng trong nhà hay cụ thể là phòng làm việc, nó sẽ tạo ra những mảng năng lượng xấu, dễ gây bệnh tật, mất mát cho gia chủ. Lời khuyên cho những bạn có sở thích trồng cây xương rồng là hãy cân nhắc tới vị trí đặt nó nếu muốn trồng trong nhà, có thể đặt ở hành lang hoặc ban công và không nên đặt trong phòng ngủ để tránh xui xẻo. Máy móc đã hỏng. Các loại máy móc, đồ dùng điện tử trong nhà như công dụng chính thì bạn thường thấy, tác dụng của nó trong phong thủy thì cũng không hề nhỏ. Sức mạnh, năng lượng và quyền lực của ngôi nhà được thể hiện hết chính quanh những đồ dùng điện tử thân thuộc này. Những máy móc, đồ dùng này khi đã hỏng thì không nên để trong nhà nữa vì nó ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, các mối quan hệ của thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, máy móc hỏng được coi là một trong những đồ vật không nên đặt trong nhà theo phong thủy. Đồ ăn để lâu trong tủ lạnh. Thức ăn cũ để lâu ngày trong tủ lạnh sẽ sản sinh ra các loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Cũng tương tự như trên, nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn, những người mà bạn yêu thương.
Phong thủy học xem thức ăn là biểu tượng cho khả năng cho đi và nhận lại của tình yêu. Chính vì vậy mà trong tủ lạnh nếu có quá nhiều thức ăn cũ, được xem như là mối nguy hại cho những thứ tình cảm mà bạn đang sở hữu. Hãy thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh hàng tuần để đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bạn cũng sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình với những người khác và việc nhận lại sẽ không còn trở ngại gì nữa. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.